Mina san, konnichiwa, Nhật Huyền desu. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh học tiếng Nhật online cùng Nhật Huyền Sensei để tiếp nối cái phần sửa đề thi thực tế của các năm. Và hôm bữa mình đã gửi các bạn một cái video sửa đề đột cai cấp độ N2 của tháng 7 năm 2019 với 5 bài đọc ngắn đầu tiên của môn đai 10. Thì hôm nay mình sẽ sửa tiếp cái phần còn lại từ môn đai thứ 11 trở đi. Và chúng ta bắt đầu với bài đọc chung đầu tiên. Mình sẽ đi từ câu hỏi nha. Xin lỗi, chỗ này là chữ hissa, mình viết nhầm, các bạn sửa lại giùm mình nha. Hissa niyoruto hon wa dono youni yomu to ii ka. Theo tác giả thì sách thì nên đọc như thế nào là được? Tức là câu hỏi đầu tiên là tác giả khuyên người ta là nên đọc sách như thế nào, đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ đọc lướt qua cái đáp án xem liệu mình có thể phân loại đáp án được hay không. Thì đáp án là mỗi cái một vẻ, đúng không? Thì mỗi cái một vẻ như vậy thì thôi, mình sẽ bắt đầu từ trên xuống. Ở chỗ nào nó có cái từ khó là hôn ngồi vô mực thì mình sẽ dừng lại. So hôn ngồi vô mực nè. Hôn ngồi vô mực cô tổ và vô mực tô và hôn ngồi vô mực cô tổ. Ok, như vậy nó sẽ nằm đâu đó trong cái chòm này. Rồi, mình cùng nhau đọc nhé. Hôn ngồi vô mực cô tổ và ikita sugureta hito no kotoba o kiku ということ. Thì cấu trúc tố và này là cấu trúc định nghĩa này. Cái việc mà đọc sách thì đó chính là cái việc mà mình lắng nghe những cái lời nói của những người mà xuất chúng, mà người ta đã ikita, tức là người ta đã sống. Rồi, yomu to wa kihon teki ni hito no hanashi o kiku koto desu. Thì cái việc đọc ấy, một cách về mặt căn bản, đó chính là cái việc lắng nghe lời nói của những người khác. Manabu koto no kihon kōi wa kiku koto desu. Thì cái hành vi căn bản của cái việc học ấy, đó chính là lắng nghe. Rồi, thì đọc đến đây là mình cũng đoán được ý của người ta là đọc sách. Ở đây là đọc sách có nghĩa là lắng nghe. Mà cái hành vi cơ bản của cái việc học nó cũng là lắng nghe. Cho nên suy ra là đọc sách cũng chính là học. Các bạn thấy nguyên tắc tam đoạn luận ở đây không? A thì bằng với B, đúng không các bạn? Ở đây người ta nói này, yomu to wa hanashi o kiku koto desu. Như vậy cái việc đọc ấy, cái việc đọc này á, chính là cái việc hanashi o kiku, là lắng nghe người khác nói. Mà cái hành vi căn bản của cái việc học ấy, manabu koto, thì nó chính là lắng nghe. Thế đây mình thấy là kiku koto là bằng với yomu, mà kiku koto cũng bằng với manabu koto. Suy ra là gì? Manabu koto là bằng yomu. Nguyên tắc tam đoạn luận, tức là A bằng B và A bằng C, thì suy ra là B bằng C, đúng không ạ? Rồi, shikamo hon o yomu koto ga ikite iru ningen kara hanashi o kiku koto to onaji to torae rarereba sono yomi wa isso realu ni naru hazu desu. Đấy. Thì bây giờ mình thấy là shikamo này là một cái gì đây ạ? Liên kết từ mang tính bổ sung, thêm vào đó, cái việc mà mình đọc sách thì đó là tu to ra ra re ba. Mình có cái động từ to ra ru, có nghĩa là nhìn nhận. Ra re re ba, nếu như mà cái việc đọc sách nó được nhìn nhận giống như là cái việc hanashi o kiku koto to onaji. Cái việc đọc sách nếu như mà nó nhìn nhận nó giống như là cái việc mà mình đang lắng nghe lời nói từ những cái người mà nó mà người ta đang sống. Ni ikite iru ningen kara. Nếu như mình giả sử như vậy, tức là việc đọc sách chính là việc mà mình lắng nghe lời nói từ những người đang sống, thì sao? Sono yomi wa isso realu ni naru hazu desu. Thì cái việc đọc đó nó lại càng trở nên thực tế hơn nữa. Cái chữ realu này có nghĩa là thực tế ha. Rồi, thì tatoeba motori no ri naga o yomu no demo gete o yomu no demo kare ra ga ikite iru ka no you ni shite yomeru hito no hou ga
生の声として聞こえてくるから、一層、より一層、レアルです。Rồi, thì mình thấy cái câu này giả sử như là A demo, B demo, A demo, B demo. Thì A ở đây là gì? Giả sử như là mình có đọc những tác phẩm của Motoori Norinaga, là một học giả cực kỳ nổi tiếng ở Nhật Bản với cái phong trào quốc học. À, mình có đọc sách của cái ông này hay là mình đọc sách của Goethe đi chăng nữa, dù đọc sách của ai đi chăng nữa, thì những cái người mà trợ từ ga nằm ở đây như vậy, chủ ngữ của cái câu này sẽ là hito no hou ga, thì những cái người mà có thể đọc được mà như thế nào đây, như thế là kare ra ga ikite iru kano yoni, giống như là những cái người này vẫn đang còn sống, thực chất là những người này đã khuất rồi, nhưng mà mình đọc sách với cái tâm thế là xem như là như thế là họ đang còn sống, thì với những cái người đó thì sao, người ta có thể là gì đây, nama no koe toshite kikoete kuru kara, thì người ta có thể nghe được, người ta có thể lắng nghe những cái thông điệp trong cái cuốn sách đó như là những cái lời nói mà thực nama no koe, giống như là người ta đang là một, như là những cái thông điệp sống chân thật, như là người ta đang ngồi trước mặt mình đối thoại với mình bằng một cái nama no koe đấy. Vì vậy mà nó lại càng chân thực hơn. Yori isso reru desu. À, như vậy cái tâm thế khi đọc sách là mình phải đọc với cái tâm thế là mình đang đối thoại với cái tác giả của cuốn sách đó, giống như rằng là họ đang ngồi bằng người thật, vị thật trước mắt mình và nói với mình những cái lời nama no koe này. À, đúng không ạ? Rồi, thì mình quay trở lại với câu hỏi đầu tiên nhé. Đáp án số 1. Kakareteirukoto o genjitsu no hanashi toshite yomu. Đó là mình phải đọc cái gì? Đọc những cái điều mà, những cái nội dung mà được viết ở trong sách đó như là những cái câu chuyện trên thực tế. Thì ý này không có trong bài, đúng không ạ? Ý này không có trong bài nhé. Rồi, mình lại. Kakareteirukoto o ato onashi 自分同じ気持ちになって読む。Xin lỗi các bạn một chút, là cái chữ này mình hen căng miss, nó là chữ sakusha chứ không phải là ato nha. Sakusha to onashi kimochi ni natte yomu, tức là mình phải đọc những cái thông điệp, những cái nội dung được viết ở trong đó mà với một cái tâm thế là giống với tác giả, tức là mình phải hóa thân vào tác giả để mà đọc những cái nội dung của ông viết. Thì trong cái bài này người ta cũng không có nói gì đến cái việc là mình phải đặt mình vào vị trí của tác giả cùng một cái kimochi với tác giả để đọc cả. Thế câu số 2 là cũng không chính xác, đúng không ạ? Tiếp tục nhé. Kakareteirukoto o mae ni kiita hanashi to kurabe nagara yomu. Đó là mình phải đọc những cái nội dung được viết trong mình vừa đọc mà mình vừa so sánh với những cái câu chuyện mà mình đã được nghe từ trước. Thì cái này cũng hoàn toàn hư cấu luôn, không có ý này trong bài luôn ha. Kakareteirukoto o hanashi o kiiteiru yona kimochi de yomu, là mình phải đọc những cái nội dung được viết với một cái kimochi, với một cái tâm thế giống như rằng là mình đang lắng nghe câu chuyện của cái người đó, tức là mình phải đọc với cái tâm thế giống như là mình đang nghe người ta nói chuyện với mình ấy, giống như người ta đang ngồi trước mắt mình và nói những cái lời rất là, những cái lời bằng nama no koe. Ở trên này người ta dùng cái chữ này các bạn ha, nama no koe toshite kikoete kuru. Mình phải nghe ra những cái thông điệp của tác giả như là những cái lời nói mà nó vang vọng trước mắt mình vậy. Như vậy chỗ này đáp án chính xác cuối cùng của mình sẽ là yomu. It is ka. Rồi, tiếp theo nhé. Kiku ga mae ga dekite inai hito nitsuite hissha wa dono you ni nobete iru ka. Về những cái người mà không thể làm được cái việc là kiku ga mae,
thì tác giả trình bày như thế nào? Cái chữ mà Kikugama này là một cái khái niệm người ta đóng ở trong dấu ngoặc ha và gạch chân ở dưới. Khi các bạn đọc câu hỏi xong, các bạn vẫn chưa có định hình được là Kikugama là người ta muốn nói đến cái ý gì. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái văn bản, mình xem cái chữ Kikugama nó nằm ở cái khu vực nào. À, ở đây luôn ha, cũng theo cái mạch văn đấy. Câu hỏi thứ hai thì người ta cũng sẽ hỏi tiếp trong cái mạch văn này. Desu kara Kikugamae ga dekite iru hito wa yori yoku manabu koto ni narimasu. Chính vì vậy mà những cái người mà có thể Kikugamae, à, thì người ta có thể là học tốt hơn, à, người ta có thể học hỏi được tốt hơn. Như vậy ở trên này người ta có nói đến cái việc học đúng không? Cái hành vi căn bản của việc học có nghĩa là lắng nghe, có nghĩa là ai mà lắng nghe giỏi thì người đó sẽ học tốt. Như vậy cái khái niệm mà Kikugama này nó kiểu như là, à, tức là một cái người mà rất là biết chú tâm lắng nghe, một cái người mà rất là sẵn sàng lắng nghe, lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe. Thì những cái người sẵn sàng lắng nghe này là những người mà có thể là học tốt hơn. À, nhưng mà câu hỏi là những người không thể sẵn sàng lắng nghe thì sẽ như thế nào đúng không? Như vậy chắc là đáp án nó sẽ nằm ở cái khu vực này. Ngược lại, nếu như mà không có cái tâm thế sẵn sàng lắng nghe đó thì ai thế cả đó ạ, xie chô gà nai hito to mirarete shimaimasu, thì mình sẽ bị nhìn nhận. Dare kara, ai thế cả đó, mình sẽ bị đối phương nhìn nhận như là một cái hito, như là một cái người mà xe chô gà nai, là một cái người không có trưởng thành, tức là một người chưa có đủ chín chắn ha, một người đó vẫn còn non nớt, vẫn người chưa có chín chắn. Y kae để bạ, người ta sợ mình không hiểu cái đoạn này, người ta lặp lại với một cái lối diễn đạt khác. Y kae để bạ, nói cách khác là gì? Kikuki gà nai to uke torarete shimau to kaisha demo gakko demo kono hito wa mikomi ga nai to omowarete shimau no desu. Đây, nói cách khác là nếu như mà mình bị uke torarete shimau, có nghĩa là mình bị người ta xem xét nhìn nhận như là một cái người mà không có cái hứng lắng nghe người khác. Khi ga nai tức là không có cái tinh thần lắng nghe người khác ấy, thì cho dù là ở công ty hay là ở trường học đi chăng nữa thì mình cũng sẽ bị người ta nghĩ rằng omowareru, nghĩ rằng là kono hito wa mikomi ga nai, cái người này là không có tương lai. Mikomi ga nai tức là không có cái triển vọng gì trong tương lai cả, không thể nào tiến xa được trong tương lai bởi vì không biết lắng nghe. Idesuka. Rồi mình đọc đến đây thì chắc là cũng có đủ thông tin để mình có thể đưa ra đáp án cho câu hỏi tiếp theo. À, người ta hỏi là về cái người mà không thể sẵn sàng lắng nghe thì tác giả trình bày như thế nào? Đấy, nhiều người không sẵn sàng lắng nghe thì sẽ bị người ta ghép vào cái dạng là không có tiền đồ ha, không có tương lai. À, những người như vậy là những người không có tinh thần học hỏi, không có tinh thần lắng nghe người khác. Ha. Rồi câu số 1 nhé. Hanashi o kiite mo sugu ni wasurete shimau hito da to omowareru. Cho dù có nghe người khác đi chăng nữa thì cũng sẽ quên rất nhanh. À, sẽ bị nghĩ như vậy. Không phải là nghe xong rồi quên. Ý này không có trong bài. À, rồi, tiếp theo này. Hito no hanashi o kiite manabou to suru ki ga nai hito da to omowareru. Thì đó sẽ là những cái người mà được nghĩ rằng, à, họ sẽ được nghĩ rằng là, được người khác nghĩ rằng, bị người khác nghĩ rằng đó là những người mà không có cái tinh thần kiga nai, là cố gắng lắng nghe người khác nói để mà học. Như vậy đáp án chính xác của mình ở đây sẽ là ni bằng idiska. Rồi mình đọc tiếp hai câu còn lại nhé. Kaisha ya gakko de no hyouka o kini shinai hito da to omowareru. Bị người khác nghĩ rằng mình là một cái thể loại người mà kini shinai, tức là không thèm để tâm đến cái sự đánh giá ở trường học hay là ở công ty, thì ý này cũng không có trong bài luôn ha. Kita koto o machigatte chigai suru hito da to omowareru.
bị người khác nghĩ là mình là một cái kiểu, những cái người như vậy sẽ bị người khác nghĩ rằng đó là những người mà hiểu nhầm, mà chính ác terika sự hiểu nhầm những cái điều mà mình đã lắng nghe, thì ý này cũng hư cấu luôn. Như vậy rõ ràng đáp án cuối cùng của mình sẽ là đi bằng idiscap. Rồi mình sang câu 60 nhé. 読書について筆者の考えに合うのはどれか。Thì về cái việc đọc sách thì cái đáp án nào dưới đây là thích hợp với suy nghĩ của tác giả? Như vậy là thay vì hỏi là tác giả nghĩ như thế nào về việc đọc sách thì người ta hỏi một cái câu như thế này. Thì quan điểm của tác giả về cái việc đọc sách thì nó là một cái việc như thế nào? Hay. Rồi mình xem tiếp thử là cái từ khóa 読書nó nằm ở đâu nhé. 読書họ là không có vô một câu tội cũng được. Hay. Đục cơ sổ nè. Hay. Đục cơ sổ. Nằm ở đây. Ineska. Rồi. Thì chỉ có một cái từ khó này thôi. Ok. Như mình sẽ... mình sẽ đọc cái câu này nhé. Đã からこそ読書を学びの基本にすると良いのです。À, chính vì lẽ đó mà tốt hơn hết là bạn nên biến cái việc đọc sách thành cái sự nền tảng căn bản của việc học. Như vậy tác giả xem cái việc đọc sách như là một cái nền tảng căn bản của việc học này các bạn. 学びの基本。学びの基本。Được không ạ? Đấy. Rồi thì mình xuống quay lại cái đáp án xem thử là có cái ý nào như vậy hay không. Manabi no shūkan sukureta manabi. Rồi có vẻ như là chưa đủ thông tin để đưa ra đáp án đúng không ạ? Như vậy mình sẽ đọc cái chồng còn lại nha. Kona fu ni manabu shise wa isu no seikatsu ni oite 私たちの根本的な評価に関わってきます。Và như vậy thì cái thái độ mà học tập của mình ấy nó có liên hệ関わってきます。Nó có liên hệ đến cái 根本的な評価, tức là đến cái sự đánh giá căn bản của chúng ta. À, trong cái xin lỗi các bạn, cái chữ này không phải là chữ isu mà watashitachi nè. Watashitachi, các bạn sửa lại giùm sensei nhé. Watashitachi, cái này do hình căn miss nè. Watashitachi no seikatsu ni oite. À, thì cái tâm thế, chữ shisei này là chữ tư thế, nhưng mà nghĩa của nó ở đây là cái tâm thế hả các bạn, hay là cái thái độ khi mà mình học ấy. Thì nó có liên quan mật thiết đến những cái đánh giá căn bản của chúng ta trong cái đời sống. Tức là các bạn học với cái tâm thế như thế nào thì cái tinh thần học tập của bạn á, nó liên quan mật thiết đến cái việc người ta sẽ đánh giá bạn như thế nào. Thì manabu koto wa sugureta hito no hanashi wo kiite jibun wo shuusei shite iku koto. Cái việc học này nó chính là cái việc, nó chính là cái việc mà jibun wo shuusei shite iku, tức là sửa mình sau khi lắng nghe những cái lời nói của những người xuất chúng. Tức là mình hãy lắng nghe những người xuất chúng người ta nói như thế nào, rồi mình hãy dựa trên đó để mình tu sửa cái bản thân mình. Arewa mo hito ni akogare wo mochi sono hito ni yotte 自分の知らたな目標が見え、歩むべき方向性が決まることです。Hoặc nói cách khác thì nó chính là cái việc nani koto desu. Nó chính là cái việc là gì đây? Mình có được một cái akogare đối với những cái người đó. Là sono hito, các bạn chỗ này sono hito no akogare. Sono hito nha. Chỗ này không phải là mo hito mà là sono hito. Sono hito no akogare wo mochi.
mình có được một cái sự thần tượng hay là mình ngưỡng mộ những cái bậc xuất chúng như thế, rồi là nhờ vào những cái người như vậy mà mình có thể nhìn thấy được một cái mục tiêu mới của bản thân mình, rồi mình quyết định ra cái định hướng mà mình sẽ đi trong tương lai đấy. Thì cái việc học đó là như vậy, đó là mình lắng nghe người ta nói, lắng nghe những cái người mà mình xuất chúng người ta nói, sau đó là mình noi gương theo người ta, mình mến mộ, mình ngưỡng mộ người ta. Dựa vào đó là mình sẽ thiết lập ra những cái mục tiêu mới và thiết lập ra được cái định hướng mà mình sẽ đi trong tương lai. そして本や人の話の中から基本的なアドバイスを得て。Không những thế là mình còn nhận được những cái lời khuyên cụ thể từ trong những cái lời nói của ở trong sách hoặc là của người khác. Thì 生活の中にある種の学びの合集を作っていく。Và mình sẽ hình thành nên một cái gakushu, tức là gì đây ạ? Mình sẽ hình thành nên một cái kihon, manabi no kihon, tức là hình thành nên một cái nền tảng căn bản của việc học trong đời của mình. Tức là lắng nghe lời khuyên từ các bậc tiền nhân từ trong sách ha, mình đúc kết ra và mình hình thành nên một cái nền tảng căn bản của việc học. だからこそ学びを読書を学びの基本にすると良いのです。cho nên là chính vì lẽ đó mà mình hãy lấy cái việc đọc sách làm cái nền tảng căn bản của việc học, tức là hãy học thông qua cái việc đọc sách. Như vậy quan điểm của tác giả là đọc sách là để học, đúng không các bạn? Đọc sách là để học nha. 本を読まないということは、いわば膨大な数の賢者たちからあらかじめ見放されてしまっているということです。Nên cái việc mà không đọc sách ấy, thì nó chính là cái việc, ở đây mình có cái câu trúc định nghĩa này các bạn. A ということは B ということです。Thì cái việc mà bạn không đọc sách, nó cũng chính là cái việc là bạn bị mihanasarete iru, có nghĩa là bị bỏ rút, bị bỏ lại ha. Tức là mình bị bỏ mặc ha, bị bỏ mặc lại bởi những cái bậc hiền nhân. Ibudai na có nghĩa là bởi một cái số lượng lớn, bởi một cái bởi một cái số lượng những cái tiền nhân, mà bodai là chữ bình đại này, có nghĩa là vô số các cái bậc tiền nhân. Nói cách khác là như vậy, iwaba nói cách khác, không đọc sách là đã bị bỏ lại sau lưng bởi rất nhiều các cái bậc hiền nhân đi trước. Rồi, như vậy quan điểm của tác giả là bạn phải đọc sách để mà học, để mà phát triển bản thân ha. Thì câu số 1 ở đây là gì? Doshu niyotte manabi no shūkan o minitsukete iku koto ga taisetsu da. Nhờ vào cái việc đọc sách, tức là gì? Cái điều quan trọng ấy là nhờ vào cái việc đọc sách mà mình trang bị cho mình cái thói quen học, đúng không ạ? Cái thói quen học tức là đọc sách để mà hình thành cái thói quen học. Thì câu này mình thấy nó cũng có một cái sự tương đồng với cái quan điểm của tác giả, là tác giả cũng nói là bạn hãy lấy cái nền tảng căn bản của việc học từ cái việc đọc sách. Như vậy câu này mình tạm thời để ngỏ ở đây ha. Câu số 2. 優れた人の本を読むことで、あの人に近づくことができる。Thì câu tổ đề là thông qua cái việc là đọc sách của những cái người xuất chúng, mà mình có thể là tiếp cận lại gần cái người đó. Thì trong bài này, trong cái đoạn cuối này, hôm đó không có cái ý như vậy, mình không có chọn ha. 新たな目標が見つかったら、その目標に合った本を読むのがいい。Là sao? Nếu như mình phát hiện ra những một cái mục tiêu mới, thì mình nên đọc cái cuốn sách mà nó phù hợp với cái mục tiêu đó. Cái này cũng hư cấu luôn. 4番、歩むべき方向性を決めるには具体的な
Advice, dù một chữ nào các bạn. Advice no hongo yomu no ga ii. Câu này có nghĩa là sao? Để mà quyết định một cái hướng đi, hướng mà mình nên đi trong tương lai, thì mình nên đọc những cái cuốn sách mà có những cái lời khuyên cụ thể. Thì trong cái bài này người ta có nói đến cái lời khuyên cụ thể, nhưng mà người ta không có nói với cái ý đó. Có nghĩa là sao? Có được những cái lời khuyên cụ thể từ trong sách hay là từ trong những cái lời nói của các bậc tiền nhân thì mình mới có thể hình thành nên cái nền tảng của cái việc học. Chứ không phải là phải thiết lập xong mục tiêu rồi hãy tìm để mà quyết định được hướng đi trong tương lai thì phải đọc những cuốn sách mà có cái lời khuyên cụ thể, đúng không? Như vậy, đáp án cuối cùng của mình sẽ là Ichiban. Ii desu ka? Rồi, bây giờ mình sẽ đi sang phần tiếp theo. Bài đọc chung thứ hai hả các bạn? Câu hỏi 61 này. Washi. Washi no tokucho toshite hisa ga nobete iru no wa dore ka? Với tư cách là cái đặc trưng, cái đặc điểm của washi có nghĩa là giấy mà giấy Nhật Bản. Cái này là một cái loại giấy truyền thống của Nhật Bản hả các bạn? Thì tác giả đã trình bày như thế nào? Đâu là cái ý mà tác giả trình bày với tư cách là đặc trưng nổi bật của giấy truyền thống của Nhật? Ok, ở dưới này thì nếu như mà các bạn có khả năng phân loại đáp án, mình nhìn liếc qua bốn cái đáp án thì mình thấy nó có những cái phần giống nhau để có thể phân lại cùng một nhóm. Ví dụ như câu số 1 và câu số 2 thì nó sẽ giống nhau ở cái phần trước dấu phẩy, đúng không ạ? Và câu số 3 và câu số 4 thì nó cũng sẽ giống nhau ở cái phần trước dấu phẩy. Như vậy khi mà mình phân nhóm á thì mình sẽ phân nó ra thành hai nhóm, đó là nhóm 1, nhóm 2 hoặc là nhóm 3 và nhóm 4. Đấy. Thì nhóm 1 đó là nhóm 1 2 nó chung với nhau đó là gì đây? Cái này nó sẽ Kinokawa o tori nozoita miki no bubun o genri otoshi. Ở đây mình có cái cấu trúc nhắc lại cho các bạn một lần nữa, cấu trúc là N1 o N2 to suru. Ở đây tosuru có nghĩa là lấy N1 này, lấy cái N1 này để mà làm cái N2. Ở đây cái N1 này là cái bộ phận Miki no bubun này, là cái bộ phận cái thân cây mà đã bỏ đi cái phần vỏ của cái cây, thì lấy cái phần thân cây đó làm nguyên liệu, làm genro để mà sản xuất ra cái washi này. Rồi, và câu số 3 và câu số 4 thì nó lấy cái gì làm nguyên liệu hả các bạn? Kinokawa no bubun o genri otoshi. Thì cái số 3 và số 4 thì nó là lấy cái phần vỏ của cái cây làm nguyên liệu. Ở trên này lấy cái thân cây, còn ở dưới này lấy cái vỏ cây làm nguyên liệu. Như vậy mình phải chọn một trong hai nhóm đi cái đã. Để loại một trong hai nhóm nha. Hay. Rồi. Bây giờ mình sẽ đọc chỗ này thì câu này không có liên quan. Ok, đọc từ đoạn thứ hai nha. Yoshi wa yasui kakaku de tajou ni te ni hairu shinyouju ya koyouju no kawa no tori no soita miki no bubun o genjo suru. Genjo ha. Genjo to suru. Như vậy là sao? Cái Yoshi ấy thì nó sẽ lấy cái bộ phận Miki. Nó sẽ lấy cái mà kawa o tori nozoita miki no bubun o genjo to suru. Nó sẽ lấy cái khu, lấy cái phần thân cây mà đã lọt đi cái vỏ làm cái nguyên liệu. Như vậy mà câu hỏi của người ta là washi. Như vậy chỗ này thì chắc số 1, số 2 là mình loại rồi đúng không? Số 1, số 2 là loại rồi. Mình đọc tiếp nhé. Ippo washi wa kozo mitsumatta kanbi tuyu kino kawa no bubun o shiyou suru. Nhưng mà mặt khác thì cái washi giấy truyền thống của Nhật thì người ta lại sử dụng cái bộ phận là kawa, tức là cái vỏ, cái thân, cái vỏ cây chứ không phải là thân cây. Như vậy số 1 và số 2 thì mình loại luôn,
không cần đọc tiếp cái vé sau nữa, bởi vì cái vé đầu là nó đã sai rồi. Cái vé đầu là nó đã sai rồi. Như vậy số 3 và số 4 thì nó sẽ khác nhau ở cái phần phía sau này. Bây giờ các bạn sẽ coi hai cái phần này thì là gì đây. Câu số 3 thì nó là 인사스니 텍스테이르, có nghĩa là nó thích hợp với cái vị nhấn. Còn số 4 này, cái washi này nó 나가크 호존 되기를, có thể là lưu trữ, có thể bảo tồn được lâu dài. Rồi. Như vậy nó làm từ, nó nguyên liệu của nó là từ cái vỏ cây, là hai bên là giống nhau rồi ha. Bây giờ cái này nó thích hợp cho cái vị nhấn hay là nó có thể bảo tồn lâu dài thì mình sẽ đọc tiếp cái phần còn lại. Hay mata yoshi wa, như vậy câu này nói về yoshi không cần đọc ha, đến đây không được. Mà washi wa hyōmen ga nameraka de naku insatsu ni wa mukanai という chigai ga aru. À, nhưng mà cái giấy truyền thống của Nhật thì cái hyōmen tức là cái bề mặt nè, nó nameraka de naku tức là nó không có trơn láng, cho nên là nó không có thích hợp với cái việc in ấn. À, không thích hợp với việc in ấn. Như vậy câu này sai luôn. Insatsu ni tekishiteru, thích hợp với việc in ấn. Như vậy câu số 3 này là sai. Như vậy đáp án chỉ còn số 4 thôi. Thì mình có thể để cho chắc chắn thì các bạn có đọc thêm một câu nữa thử. Shikashi washi ni wa jōbu de tsuyoku sara ni rekka shinikui no de chōkikan hoson ga dekiru. À, nhưng mà trái lại thì washi nó rất là bền và nó rất là dai. Thêm vào đó là nó là khó bị rịt ca, tức là khó bị xuống cấp, cho nên là mình có thể bảo tồn được một thời gian dài, lưu trữ một thời gian dài được, là và nó có một cái retain như vậy, có cái lợi điểm như vậy. Là đúng rồi, nó là cơ hồ xôn để kia được. Như vậy đáp án của mình sẽ là giống bằng cho câu hỏi 61. 62 này. Washi wa yoshi ni taiko dekinaku nari to aru ga naze ka. Có một cái đoạn gạch chân ghi rằng là washi, giấy truyền thống của Nhật, thì không thể nào mà địch lại cái, tức là không thể nào đọ lại, không thể nào cạnh tranh nổi với lại cái giấy của Âu Mỹ, tức là cái giấy mà bây giờ mình hay dùng ấy các bạn ha. Thì tại sao lại như vậy? Bây giờ mình sẽ coi cái phần gạch chân này nó nằm ở đâu. À, この辺ね. Phía trước đó là cái chữ sono kekka, và kết quả của đó là không, giấy truyền thống không thể nào mà cạnh tranh lại được với lại cái giấy của Âu. Như vậy cái lý do nó sẽ nằm ở phía trước cái sono kekka này. Thì mình sẽ đọc cái đoạn này nha. Tôi đọc, mình đọc trước nó một câu thôi, trước một câu, mà nếu như các bạn không tìm ra được, không có đủ thông tin để phán đoán thì mình lại lần lên thêm một câu nữa. Hay. Tế sa gyo de seizou sareteita washi ni taishi yoshi wa hayaku kara seizou katei ga kikai ka sare taijou seisan niyoru anka de ante shita kyokyu ga kanou de atta tame de aru. Rồi, thì ở đây mình dịch là tame de aru, mình sẽ dịch trước là bởi vì là nani nani taishi nani taishi de, so với lại cái washi, là so với lại cái giấy mà giấy truyền thống kiểu Nhật á, là được sản xuất bằng tesa sagyo, tức là được sản xuất bằng tay á ha, bằng thao tác bằng tay. Thì ngược lại với cái washi đó thì cái yoshi này là cái quá trình mà sản xuất là nó đã được cơ giới hóa. À, tức là đã được cơ giới hóa từ rất là sớm rồi, từ trước đây rất là lâu. Và sao? À, nani nani kyōkyū ga kanō de atta. Và cái việc cung cấp ổn định, cái việc cung cấp mình, người ta cũng có thể cung cấp nó ổn định với một cái mức giá rất là rẻ, nhờ vào cái việc là sản xuất hàng loạt taijō seisan. Đấy, chính vì cái lẽ đó, vì cái kết quả đó, kết quả của cái điều đó là washi không thể địch lại với yoshi được. Một bên là sản xuất bằng tay thì nó rất là hạn chế đúng không các bạn? Còn một bên thì sản xuất bằng máy và sản xuất dây chuyền, sản xuất hàng loạt như thế này có thể cho ra cung ứng được một cái nguồn cung rất là ante, ổn định và lại rẻ nữa.
Ok, như vậy mình đã biết cái lý do tại sao mà Washi không thể nào mà cạnh tranh lại được với Yoshi. Câu số 1. Washi wa taijou ni seisan surukoto ga dekinakatta kara. Là bởi vì cái washi thì người ta không thể nào sản xuất với cái số lượng lớn được. Đúng rồi, chính xác luôn. Như vậy đây là đáp án của mình rồi đây. Nhưng mà nếu mà các bạn mới đọc qua câu đầu tiên thấy nó hợp lý quá thì mình cũng đâm ra nghi ngại đúng không? Mình có thể là để ngỏ cái câu số 1 ở đây và mình đi vào câu số 2. Washi wa Nihon kokunai de amari chiyou sarete inakatta kara. Bởi vì giấy truyền thống thì nó không được sử dụng bao nhiêu ở ở trong nước Nhật. Ý này không có hả? Washi yori yoshi no hou ga hinshitsu ga yokatta kara. Thì so với lại cái giấy truyền thống của Nhật thì cái giấy Âu Mỹ là nó cái chất lượng nó tốt hơn. Cái này cũng không có đề cập đến. Và washi yori yoshi no hou ga mezurashikute ninki ga atta kara. So với washi, giấy truyền thống thì cái giấy Âu Mỹ thì nó hiếm hơn và nó được người ta yêu thích hơn. Thì cái giấy Âu Mỹ hiếm hơn là cái ý này cũng không có trong bài. Như vậy, đáp án cuối cùng của mình sẽ là Ichiban. Iですか? Rồi, 63 nhé. Washi について筆者はどのように考えているか? Khi mà nói về cái giấy truyền thống thì tác giả suy nghĩ như thế nào? Này, tác giả suy nghĩ như thế nào về cái giấy truyền thống? Ok, như vậy đây là hỏi quan điểm của tác giả về washi, đúng không ạ? Rồi mình sẽ lần lại ở trên cái phần này thì chắc là chỉ còn một cái đoạn cuối thôi. Mình sẽ đọc cái đoạn này. Thì nói về quan điểm tác giả nó cũng thường hay rơi vào những cái đoạn cuối cùng. Hiện tại, Nihon kokunai de hiroku mochirarete iru no wa yoshi da ga washi wa washi de nakedewa naranai bunya de katsuyou sarete iru. Hiện nay thì ở trong nước Nhật thì cái đối tượng ha, tức là cái loại giấy nè, cái loại giấy mà được sử dụng rộng rãi đó là yoshi ha. Thế nhưng mà washi tức là giấy truyền thống thì cũng được là katsuyou sarete iru, cũng được là tận dụng tối đa trong những cái địa hạt mà bắt buộc phải dùng washi. Tức là washi thì nó cũng được người ta sử dụng trong những cái lời mà bắt buộc phải dùng washi thôi. Sô đồ ya kai ga dake de naku sono utsukushisa ya hyouka sarete kabe gami ya binsen futo nado ni mo chiyou sarete ori. Thì không chỉ có sử dụng ở trong thư pháp hay là trong hội họa mà cái nét đẹp của washi còn được sử dụng ở trong cái kabegami, tức là trong những cái giấy dán tường này, hay là binsen là những cái loại giấy dán ở trong toilet, hay là futo là các cái bì thư ha. Kaigai demo sono kachi ga mitomerarete iru. Ngay cả ở nước ngoài thì người ta cũng ghi nhận cái giá trị của washi. Mata, jūbu de itami nikui という利点を生かして美術作品などの修理保存にも使われている。Ngoài ra thì cũng còn được sử dụng trong cái việc là sửa chữa hay là lưu trữ lại những cái tác phẩm mỹ thuật mà tận dụng cái lợi điểm, tận dụng cái điểm mạnh của nó là nó jūbu và itami nikui, có nghĩa là nó bền, nó chắc và nó khó bị rách ha các bạn. Đấy, 今後も残していきたい伝統文化である. Và đây là một cái dento bunka. Đây là một cái loại hình nghệ thuật truyền thống. Đây là một cái văn hóa truyền thống mà tôi muốn là từ giờ về sau người ta cũng tiếp tục bảo tồn nó. Rồi, như vậy ý của tác giả suy nghĩ như thế nào về washi? Rồi, bây giờ mình sẽ coi nè, cái đoạn ở phía cuối câu ấy thì nó quan trọng hơn đối với cái dạng câu hỏi là quan điểm của tác giả. Các bạn lưu ý cho mình cái phần ở cuối câu. Ở đây cuối câu này, nani nani kangaete ikitai. Đúng không ạ? Cái này nani nani yo ni shite ikitai. Yoi mono ni shitai và mamotte ikitai. Có vẻ như cái câu này là chính xác bởi vì ở trên này nó có một cái tai mà tác giả muốn nói đó là nokoshite ikitai, là muốn bảo tồn, đúng không ạ? Đây là một cái văn hóa truyền thống mà kore karamo kongo mo nokoshite ikitai.
Như vậy là muốn bảo tồn thì bảo tồn mình nó sẽ gần nghĩa nhất với cái chữ là mamotte ikita. Đúng không ạ? Thì mình sẽ đọc cái câu này trước. Yoshi ni wa nai, washi no yosa ga aru kara mamotte ikita. Bởi vì là washi nó sẽ có những cái yosa, nó sẽ có những cái điểm mạnh, nó sẽ có những cái điểm mạnh của washi mà không có ở yoshi, cho nên là tôi muốn là tiếp tục bảo tồn cái nét đẹp đó, bảo tồn những cái điểm mạnh đó của washi. Thì ở trong cái đoạn này tác giả cũng có nói về những cái điểm mạnh của washi mà yoshi không có, ví dụ như là những cái lĩnh vực mà chỉ có thể dùng washi thôi, ví dụ giấy dán tường này, hay là những cái tác phẩm về thủ công mỹ nghệ thì người ta có xu hướng là sử dụng washi thôi. Nó sẽ có những cái điểm mạnh mà yoshi không thể nào địch lại được, thì tác giả muốn là mình phải nokosu mamoru những cái đó ha, bảo tồn, bảo lưu những cái giá trị đó của washi. Có vẻ như là câu số 4 là đáp án hợp lý nhất, nhưng mà mình có thể để ngỏ cái câu này ở đây. Các bạn có thể để ngỏ và mình sẽ đọc lướt qua các cái đáp án còn lại. Thế đây là muốn suy nghĩ ra một cái jiyohoho, atarashi jiyohoho là một cái phương cách sử dụng mới. Một cái phương cách sử dụng mới mà có thể là ikaseru, tận dụng được các cái đặc trưng của washi. Có phải là tác giả muốn nghĩ ra một cái cách sử dụng mới để mà nó phát huy được cái đặc trưng của washi không các bạn? Không hề có ý này trong bài, phải không? Rồi. Kai gai demo washi no kachi ga mitomerareru you ni shite ikitai. Muốn làm sao đó cố gắng để mà dù ở nước ngoài thì cái giá trị của washi cũng được người ta công nhận. Thực ra là không cần phải nỗ lực để làm cái điều này, bởi vì ở trong cái câu này các bạn nhìn thấy này, kai gai demo sono kachi ga mitomerarete iru, có nghĩa là hiện tại là ở nước ngoài người ta cũng đã ghi nhận cái giá trị của washi rồi, chứ không cần mình phải nỗ lực cố gắng để mà biến cái điều đó thành hiện thực. Như vậy câu thứ hai cũng sai luôn ha. Yoshi no yosa o tori irete washi o yori yoi mono ni shitai. Tức là mình hãy đưa vào áp dụng những cái điểm tốt của yoshi để mà mình làm cho cái washi nó trở thành một cái món mà nó tốt đẹp hơn nữa. Thì ý này cũng hư cấu luôn ha. Như vậy đáp án cuối cùng của mình sẽ là yombon. Iですか? Hai. Rồi, mình đi tiếp sang bài đọc vừa thứ ba. Câu hỏi đầu tiên là gì đây? Kono yo a sono you na bunseki to wa dono you na bunseki ka? Cái phân tích như vậy là phân tích như thế nào? Thì sono bunseki nó nằm ở cái khu vực nào nhỉ? Đây rồi. Sono you na bunseki. Koko ne. Là dono yo na bunseki. Thì cái câu này mình cũng có nhắc các học viên của mình là khi các bạn gặp cái dạng câu hỏi mà liên quan đến sono hay là sore thì 95% câu trả lời nó sẽ nằm ở cái nội dung phía trước của cái chữ sono hay là sore đó. Như vậy là mình sẽ đọc cái đoạn ở phía trên này ha. Gendai no wakamono wa atatakasa made hito kara ataete moraeru mono da to kitai shiteiru. Thì giới trẻ thời bây giờ thì trông mong kỳ vọng ha, kỳ vọng đến cả cái atatakasa, ở đây là cái sự ấm áp hay là một cái sự nhiệt tình, mình có thể dịch là cái sự ấm áp nhiệt tình ha, đến cả cái sự nhiệt tình mà người ta cũng kỳ vọng rằng đó là một cái thứ mà có thể là được nhận từ người khác. Hitokara ataete moraeru, tức là đây là cái món mà mình có thể là muốn người khác là phải ataeru cho mình. Nani mo kamo shibun ni mukatte otosureru mono da to shinjiteiru. Nani mo kamo có nghĩa rằng là nan demo, bất cứ cái gì cũng vậy, bất cứ cái gì cũng vậy, người ta bọn trẻ cũng tin rằng bất cứ cái gì trên đời nó cũng là đến cho mình, tức là 自分に向かって訪れる, có nghĩa là mọi thứ là đều dành sẵn cho mình. だからそういうものが自分にやってこないと相手が悪い、周囲が悪い、社会が悪い、国が悪い、経済が悪い、運が悪い、時代が悪いということになってしまう。
Chính vì vậy mà khi những cái món như thế, thì những cái thứ đó, tức là những cái thứ, cái sự nhiệt tình hay cái sự ấm áp mà mình không nhận được từ người ta, nó không có đến với mình ấy, thì người ta, thì giới trẻ sẽ nghĩ rằng là đối phương rất là tệ bạc này, những người xung quanh thật là tệ, xã hội thật là tệ, đất nước thật là tệ, rồi kinh tế tệ, ưng cái vào đi thì là xui xẻo, tức là cái vận may của mình không có, hay là cái thời đại này nó cũng xui xẻo, ví dụ như thế. Thì sono yona bunseki mo kekkou daga, những cái phân tích như vậy, tức là những cái sự phân tích ra, tức là phân tích ra là rõ ràng là những cái thứ đó nó không tới với tôi là do người ta tệ với tôi, môi trường xung quanh tệ với tôi, hay là kinh tế nó khủng hoảng, hay là do cái số tôi nó xui, hay là do cái thời nào không có được thiên thời địa lợi nhân hòa, đại loại như thế. Thì cái sự phân tích đó là kích cổ, có nghĩa là thì cũng được. Thế nhưng mà tatoe sore rashi geyin o mitsuketemo kaikesu no hou o midasu koto ga dekinai daro. Nhưng mà dẫu cho là người ta có mitsukeru, có phát hiện ra được những cái nguyên nhân như vậy đi chăng nữa, dẫu cho mình có cái câu rất là tatoe temo, có nghĩa là dẫu cho như vậy đi chăng nữa, thì người có lẽ là cũng không thể nào tìm ra được cái cách để giải quyết vấn đề. Ok, chỗ này nó đã đủ thông tin để mình đưa ra cái đáp án cho câu hỏi đầu tiên. Người ta hỏi là sono yona bunseki wa dono yona bunseki ka. Vâng, rồi. Thì đáp án số 1 là kitai dori ni naranai no wa shibun igai ga geyin da to kangaeru. Thì cái việc mà no là chủ ngữ đúng không các bạn? Cái việc mà kitai dori ni naranai, tức là mọi thứ nó không có diễn ra theo đúng như cái kỳ vọng của mình ấy, thì đó là cái nguyên nhân nó nằm ở bên ngoài bản thân mình. Đây rõ ràng là như thế, người ta phân tích ra là toàn là do đối phương sai, môi trường xung quanh sai, xã hội sai, đất nước sai, kinh tế sai, rồi là ưng mê, tức là định mệnh sai, và thời đại sai, kiểu như vậy. Thế là tất cả là cái nguyên nhân nó nằm ở bên ngoài bản thân mình. Như vậy khả năng là đáp án số 1 là đáp án chính xác đúng không ạ? Mình đọc tiếp những cái đáp án còn lại nhé. 自分の努力では周囲を変えることはできない と考える。Đó là cái suy nghĩ cho rằng là với cái sự nỗ lực của bản thân mình thì không thể nào mà thay đổi được môi trường xung quanh. Ý này không có trong bài. Câu số 3 thì sao? 自分が持っていないものは人から与えてもらえると考える。Thì là những cái thứ mà gì đây? 自分が持っていないもの, những thứ mà mình không có thì mình có thể nhờ người khác cung cấp cho mình. Thì thật ra cái này không phải là những thứ mình có. Cái này suy nghĩ của nó là suy nghĩ của giới trẻ bây giờ là tất cả mọi thứ là người ta đều phải cung cấp cho mình. Đến cả cái atatakasa là cái sự nồng nhiệt, cái sự nhiệt tình, người ta cũng phải mang tới cho mình. Nanimo kamo có nghĩa là nanimo này các bạn, mọi thứ đều đến với mình cả. Chứ còn nếu mà nó không tới với mình là do mọi người xung quanh sai, kiểu như vậy. Chứ không phải là cái gì mình không có thì mình mới nhờ người khác mang đến, mà tất cả mọi thứ luôn. Như vậy câu này cũng sai ha các bạn. Mặc vấn đề là cái chuyện người ta hỏi là cái bunseki này là cái gì? Cái sự suy luận hay cái sự phân tích này, đó là phân tích là do môi trường xung quanh sai. Shuya sakai de warui koto ga okottemo jibun to wa kankei nai to kangaeru. Suy nghĩ cho rằng là dầu cho những cái điều tồi tệ nó có xảy đến trong môi trường xung quanh hay là trong xã hội đi chăng nữa, thì nó cũng chả có liên quan gì đến bản thân mình. Cái này là hoàn toàn không có ý này trong bài luôn. Như vậy đáp án cuối cùng của mình sẽ là Ichiban. いいですか? Rồi, 65. Kensaku suru no wa naze ka? Tại sao mà phải kensaku suru? Rồi, mình xem thử cái chữ kensaku suru nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Koko ne. Koko. Kensaku suru. Hay. Lúc nãy mình có đọc đến cái đoạn này à. Dẫu cho là có phát hiện ra nguyên nhân đi chăng nữa thì cũng không thể nào tìm ra được cái cách giải quyết. 自分のことからなんとな自分のことならなんとなるか。Nếu như đó là chuyện của bản thân mình thì
Natonaru có nghĩa là thì bằng cách này cách khác mình cũng có thể giải quyết được. Thế nhưng mà idea, suya, sakaya, kuniya, kensaya, unya, jirai wa jibun no doruku de wa kaerare nai kara da. Nhưng mà nó lại là chuyện của đối phương hay là của môi trường xung quanh, của xã hội, của đất nước, của kinh tế, của vận may hay là của thời đại thì không thể nào thay đổi bằng cái nỗ lực của bản thân mình. Bởi vì đó là chuyện của thiên hạ, chuyện nó thuộc về ở bên ngoài tầm kiểm soát của mình. Nếu là chuyện của mình thì mình có thể giải quyết được, nhưng mà chuyện nằm ở môi trường thì mình không thể giải quyết được, đúng không ạ? Sore nano ni kaiketsaki ga kaiketsaki ga doko ka ni nai daro ka to kensaku suru. Mặc dù vậy nhưng mà bọn họ, tức là những cái bọn wakamono, người ta vẫn tìm kiếm kensaku suru, vẫn tìm kiếm xem thử rằng là liệu rằng cái giải pháp để giải quyết cái vấn đề nó có nằm ở đâu đó hay không. Kensaku de kaikitsu suru yō na mono dattara monrai to wa ienai koto ni kizuite inai. Nếu như nó là dattara, dattara câu trúc giả định đúng không các bạn? Nếu như nó là những cái mono, nếu như nó là những cái thứ, những cái thứ mà kensaku de kaiketsu suru yō, kaiketsu suru, nó là những cái thứ đại loại như là nếu như mình tìm kiếm thì mình có thể giải quyết được ấy. Nếu như là những cái thứ như vậy thì mondai to wa ienai thì đã không có gọi là vấn đề rồi. Vấn đề là cái mà dù mình có tìm kiếm mình vẫn không tìm ra giải pháp thì mới gọi là vấn đề. Chứ đằng này tìm mà ra giải pháp thì không có gọi là vấn đề rồi. Kono koto ni kizuite inai. Thế nhưng mà người ta lại, nhưng mà những cái đám wakamono này nó lại không có nhận ra cái điều này. Nghĩa là sao? Không nhận ra một cái điều đơn giản rằng là dù bạn có tìm kiếm đi chăng nữa cũng không có tìm ra giải pháp đâu. Bởi vì nếu tìm kiếm mà ra giải pháp thì nó đã không gọi là vấn đề rồi. Đấy. Như vậy thì ở cái câu hỏi của mình nó là tại sao mà lại kensaku suru, đúng không ạ? Tại sao mà lại đi tìm kiếm, tại sao mà đi tìm kiếm? Bởi vì người ta nghĩ rằng là tìm kiếm sẽ có đáp án, sẽ có giải pháp cho cái vấn đề của họ, phải không? Câu số 1. Jibun de kangeta kaiketsaku ga tadashii ka kakunin dekiru to omotte iru kara. Bởi vì người ta nghĩ rằng là họ có thể kakunin được, bởi vì người ta nghĩ rằng là họ có thể kakunin được, có thể xác nhận được một cái điều rằng là cái kaiketsaku có nghĩa là cái giải pháp, cái đối sách mà mình cái, gọi là cái cách giải quyết vấn đề mà tự bản thân mình nghĩ ra nó có đúng hay không. Cái này không có trong bài, đúng không? Tìm kiếm không phải là để xác nhận rằng là cái giải pháp mình nghĩ ra có đúng hay không. Ở trên này là do không tìm được giải pháp nè, không tìm được giải pháp cho nên mới phải đi tìm kiếm nè. Chính vì lẽ đó mà người ta tìm kiếm, người ta đi tìm kiếm xem rằng là giải pháp có nằm ở đâu đó hay không, có nằm ở đâu đó hay không. Tức là cái mục đích để tìm kiếm, tại sao đi tìm kiếm? Tìm kiếm là để tìm ra cái giải pháp này nè. Mục đích là để tìm ra giải pháp, đúng không? Samasama na juho o tsukatte kaiketsaku o. Nani? Xin lỗi các bạn, chữ này nó thiếu mất cái chữ là umidasu. Umidasu koto ga dekiru kara. Có nghĩa là bởi vì người ta có thể nghĩ ra một cái phương pháp giải quyết nếu như mà người ta sử dụng nhiều cái thông tin khác nhau. Rồi. Ok, thì cái câu này mình có thể để ngỏ ở đây. Ở trên này người ta chưa có đề cập gì đến thông tin cả, đúng không? Không đề cập gì đến thông tin cả. Ok, thì câu này mình tạm thời để ngỏ ở đây. Câu thứ 3. Juho shireba mondai ga kaiketsu dekiru to omotte iru kara. Bởi vì người ta nghĩ là nếu như mà người ta biết được thông tin thì họ có thể giải quyết được vấn đề. Hai cái câu này mình thấy nó rất là gần gần giống nhau, đúng không các bạn? Ở đây là bởi vì người ta sẽ nghĩ ra được cái giải pháp sau khi sử dụng nhiều thông tin khác nhau. Và ở dưới này là bởi vì họ nghĩ rằng, họ tìm kiếm là bởi vì họ nghĩ rằng họ có thể giải quyết được vấn đề nếu như biết được thông tin. Như vậy khả năng là
đáp án nó sẽ rơi vào số 2 hoặc là số 3. À, 4 bản, 友達の話より信頼できる情報が得られるから. Bởi vì có thể tìm được cái thông tin đáng tin cậy từ từ những cái cuộc nói chuyện của những người bạn. Ok, như vậy đó, cả ba câu hỏi này nó liên quan đến cái từ khóa Joho mà mình vẫn chưa có đọc đến cái từ khóa này. Như vậy khả năng là mình phải đi tiếp cái đoạn tiếp theo, vì cái đoạn tiếp theo mình thấy có từ khóa Joho nè, đúng không các bạn? Mình đọc tiếp cái đoạn này nhé. Joho ka sakai ni oite hito wa, ở trong cái xã hội mà thông tin hóa thì con người như thế nào? Jibun no omou tori ni naranai no wa. Thì cái việc mà những cái việc mà mọi thứ nó không có xảy ra theo như cái suy nghĩ của mình ấy, thì nó là naraka no jōhō o jibun ga shiranai sei da to kaisaku shite shimau. À, thì là những cái, nếu mà có cái gì đó mà không xảy ra theo cái ý của mình ấy, thì người ta sẽ kaisaku, người ta sẽ diễn dịch nó rằng là đó là tại vì bản thân mình là không biết được những cái thông tin gì đó. Naraka no joho, vì mình không có nắm được những cái thông tin gì đó. Đấy, như vậy người ta nghĩ là ngọ sở dĩ mọi thứ không diễn ra theo ý của mình là do mình không biết đủ thông tin, đúng không? Hishi ni natte netto kensaku suru no mo mata tomodachi no hanashi ya tamatama mimi ni shita koto kantan ni shinjite shimau no mo shiru koto de mondai ga kaiketsu dekiru to shinjite iru sei da. Thì bây giờ cái câu này mình thấy chủ ngữ của nó là cái mệnh đề có kết thúc bằng nồ này nè. Và cái việc mà người ta gọi là cố sống cố chết để mà tìm kiếm tra cứu ở trên internet thì nó cũng nani nani xe đã, nó cũng là bởi vì người ta tin một cái điều rằng là họ có thể giải quyết được vấn đề thông qua cái việc nani nani của tôi đẹp, thông qua cái việc là biết được, à, thông qua cái việc shiru này nè. À, thì cái việc mà tìm mà cố sống cố chết để tìm kiếm thông tin trên internet, hay là cái việc mà nani nani no, hay là cái việc mà người ta dễ dàng tin những cái điều mà họ nghe thấy được một cách tình cờ từ bạn bè gì đó ha, thì cái việc mà họ dễ dàng tin những cái điều họ nghe từ bạn bè, hay là cái việc mà người ta cố sống cố chết để tìm kiếm thông tin ở trên internet, thì nó cũng là bởi vì người ta tin chắc một điều rằng họ có thể giải quyết được vấn đề dựa vào cái việc là biết được một cái thông tin gì đó. Tức là người ta quy cái vấn đề về cái việc là bạn có tìm ra được giải pháp hay không là phụ thuộc vào việc bạn có biết được thông tin hay không. Vì người ta suy nghĩ như vậy, vì người ta tin là như vậy, tin rằng là shirukoto de mondai ga kaiketsu dekiru. Người ta tin rằng là thông qua cái việc biết mà họ có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên tìm kiếm thông tin mục đích là để biết được thông... À, kensaku này mục đích là để biết được cái thông tin. Thì tại sao người ta kensaku? Kensaku là để đi tìm kiếm một cái thông tin gì đó, vì người ta tin rằng có được thông tin họ sẽ giải quyết được vấn đề. Ok, như vậy quay trở lại cái câu 65 này, thì mình thấy câu số 2 này là bởi vì họ sẽ tìm ra giải pháp sau khi sử dụng nhiều loại thông tin khác nhau. Cái này không đúng, chưa chắc là tìm ra giải pháp sau khi sử dụng thông tin. Bởi vì nếu như mà kensaku tìm ra thông tin mà có thể giải quyết được vấn đề thì cái đó không gọi là vấn đề rồi. Như vậy câu này cũng sai, đúng không các bạn? À, đáp án số 1 và số 2 là lúc nãy giờ mình thấy là sai rồi. Bây giờ số 3 này. Bởi vì họ nghĩ rằng là nếu như họ biết được thông tin thì họ có thể giải quyết được vấn đề. Như vậy chính xác đáp án cuối cùng của mình sẽ là số 3. Vì có cái niềm tin như vậy cho nên người ta cố sống cố chết để mà tìm kiếm thông tin. Với một cái ảo tưởng rằng là có được thông tin sẽ giải quyết được vấn đề. It is ka? Rồi, câu 66 này. Hisa ga iitai koto wa nani ka? Đây, câu hỏi điển hình đúng không các bạn? Cái điều mà tác giả muốn nói là cái gì? Thì nó liên quan đến cái quan điểm của tác giả. Và các bạn lưu ý cho cái phần cuối của mỗi đáp án. Nanana, bekida, 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 bekida. Tức là tác giả khuyên mình nên làm cái gì? Ok. Rồi, quay trở lại phần hôm bừng. Mình vẫn còn hai cái đoạn cuối này đúng không ạ? Hai cái đoạn cuối này. Ok, mình sẽ coi này. Soushikashi sẽ là cái phần mà tác giả muốn nhấn mạnh đúng không? Soushikashi.
nó này nó đẻ được qua cái đề bản này. Ok, mình sẽ đọc và đọc nhân cái phần này nhé. 検索できるものは過去に存在した情報だけだ. Thì những cái thứ mà nani nani mono, đúng không các bạn? Những cái thứ mà mình có thể tìm kiếm được á, thì nó chỉ là những cái thông tin mà nó đã tồn tại trong quá khứ mà thôi. Thì shirukoto ga dekiru no mo sudeni sonzai shiteiru chiken dake de aru. Và những cái thứ mà mình có thể biết được thì nó cũng chỉ là những cái tri kiến mà nó đã tồn tại sẵn rồi. Tức là mình chỉ có thể biết được những cái thông tin có sẵn rồi thôi. À, shikashi, shibun no mondai o kaiketsu suru houhou wa shibun de kangae mosaku shi arata ni amidasanakereba naranai mono nano de aru. Tuy nhiên, cái phương pháp để mà mình giải quyết được cái vấn đề của bản thân mình á, thì nó phải là nano de aru, nó phải là mono, nó phải là một cái mono, nó phải là một cái phương pháp mà mình phải amidasu, tức là mình phải đan dệt ra, mình phải tạo ra một cách sáng tạo nó ra, à, sau một cái quá trình mà tự mình suy nghĩ và mình tìm kiếm, chứ không phải là nó có sẵn để mà mình tìm, mà mình phải có một cái sự suy nghĩ, mình phải kangaru, à, cái phương pháp để giải quyết vấn đề của mình là mình phải tự tìm kiếm và mình tự tạo ra, tạo ra cái giải pháp đó. 自分の生き方に関する問題はどこかに解決策が書かれているはずがない. Thì những cái vấn đề mà nó liên quan đến cái lối sống của bản thân mình ấy, thì chắc chắn một điều rằng là hazuganai, chắc chắn một điều rằng là không thể nào mà, chứ xin lỗi các bạn, hazuganai có nghĩa là không thể nào có cái chuyện là nó được biết, cái giải pháp cho nó được biết ở đâu đó được. Những vấn đề liên quan tới cuộc đời mình mà, thì không thể nào mà nó được biết sẵn một cái giải pháp ở đâu đó được. Kensaku shitemo mitsukaru hasu ga nai. Dẫu cho mình có tìm kiếm đi chăng nữa thì chắc chắn là mình cũng sẽ không có tìm ra được đâu. Onaji yona michi ni mietemo senpai no kotoba ga zenmenteki ni suuyou suru wake demo nai. Là sao? Dẫu cho mình có nhìn cùng một cái con đường đi chăng, à, mie được có nghĩa là nhìn lại, nhìn thoạt qua thì thấy có vẻ như là nó cùng là một con đường, có nghĩa là cái việc mà mình tự suy nghĩ để tìm ra giải pháp với cái việc là mình kensaku để tìm ra giải pháp, mới thoạt nhìn qua thì cảm giác như là nó là onaji yona michi, nó là hai cái con đường giống nhau, nhưng mà thật ra là mình không thể nào mà áp dụng một cách hoàn toàn những cái lời nói của senpai được, mà mình phải, tức là sao, mình phải tự tìm kiếm ra. Ha. 自分で生きながら見つけるしかないのである. Mình chỉ có một cái cách duy nhất, đó là tự mình đi và tự mình tìm kiếm lấy cái giải pháp cho mình thôi. Cái con đường là tự mình phải đi lấy, chứ không phải là người ta đi qua, người ta nói lại cho mình, rồi mình chỉ cần kensaku ra là có được cái giải pháp. Như vậy, à, chung quy lại qua hai cái đoạn này, tác giả muốn khuyên người ta là tự mình suy nghĩ lấy để mà tìm ra cái giải pháp cho chính cái vấn đề của mình, chứ không có phụ thuộc vào những cái nguồn thông tin có sẵn, mà hay là không có phải là tìm kiếm những cái nguồn thông tin có sẵn để tìm ra cái giải pháp cho vấn đề của chính mình, đúng không ạ? Rồi, như vậy câu số 1, 検索した情報に頼らず人とは違う生き方を見つけるべきだ. Bạn nên là đừng có phụ thuộc vào cái thông tin mà bạn đã tìm kiếm ra, mà bạn nên tìm ra cho mình một cái lối sống khác với người khác. Thế ở đây tác giả khuyên là không nên phụ thuộc vào cái thông tin tìm kiếm thì cũng không hẳn, tức là tác giả khuyên là đừng nên tìm kiếm mà thôi, hay là tự mình suy nghĩ, đúng không? Như vậy con này cũng không có chính xác nè. Ni bảo mawari no hito no kotoba ya shouhou ikashite jibun no mondai o kaiketsu suru beki da. Tôi hay là mình nên tận dụng những cái thông tin hay là những cái lời khuyên từ những người xung quanh để mà giải quyết cái vấn đề của mình. Cái này hoàn toàn trái với ý của tác giả. 自分の問題を解決する方法は自分で考え出すべきだ. À, những cái phương pháp để mà giải quyết cái vấn đề của bản thân mình thì mình nên tự mình suy nghĩ ra. Rõ ràng đáp án này chính là cái điều mà tác giả muốn nhắn nhủ cho mình nhé.
À, còn một câu nữa đọc luôn nhé. 自分に必要な情報を探しても問題を解決すべきだ. Dù cho là mình có tìm kiếm những cái thông tin cần thiết cho mình đi chăng nữa thì mình cũng nên tự mình cũng nên giải quyết vấn đề. Ờ, cái này không liên quan gì đến tìm kiếm thông tin. Tác giả không khuyên người ta nên tìm kiếm thông tin luôn mà phải tự đào sâu vào tìm kiếm vấn đề, giải quyết vấn đề. Như vậy câu số 4 này cũng không có chính xác đúng không ạ? Hay. Rồi, như vậy đáp án cuối cùng của mình sẽ là xong bằng cho câu hỏi thứ 66. Rồi, thì cái đoạn này, cái phần video này nó cũng khá dài rồi. Mình xin chốt lại ở đây cho các bạn QK một chút ha. Các bạn xem xong cái phần sửa đề của sensei thì kiểm tra xem là mình làm đúng được bao nhiêu câu nhé. Cái phần còn lại thì mình sẽ cho lên sóng tiếp vào cái video thứ 3. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sửa đề tiếp theo nhé. Hey, 皆さん、さようなら。